For 29 and I find myself wondering, what did happen to the last 10? I ran away with my life, fast forward, never turn back again. Kính chào quý vị và các bạn, quý vị và các bạn đang theo dõi kênh News 247. Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng đến với những thông tin thời sự mới nhất chúng tôi vừa cập nhật. 10 tình huống y tế kỳ dị nhất năm 2023. Mắt đổi màu sau khi uống thuốc trị COVID-19, thai trong não, lưỡi mọc lông là những tình huống y tế kỳ dị khiến các bác sĩ sửng sốt, còn người xem thì dựng tóc gáy. Các bác sĩ có thể khám cho hàng nghìn bệnh nhân mỗi năm và không ít lần họ gặp những ca bệnh cực kỳ hiếm, dị thường đến mức gây choáng váng. Dưới đây là 10 tình huống y tế kỳ dị nhất năm nay mà Trang Levskin thống kê. Thai nhi trong não bé 1 tuổi. Các bác sĩ ở Trung Quốc đã phẫu thuật lấy thai nhi ra khỏi não bé 1 tuổi trong một trường hợp y khoa cực kỳ hiếm gặp. Các bác sĩ xác định đây là cặp song sinh cùng trứng có chung nhau thai. Nhưng trong quá trình mang thai thì một bào thai bị bào thai còn lại bọc chung quanh. Bào thai bị bọc chết đi, nhưng dấu tích của nó vẫn còn trong đầu đứa trẻ còn lại. Lưỡi dao dạo chơi trong bụng nam thanh niên. Các bác sĩ ở Nepal đã khâu vết thương do dao đâm cho một thanh niên nhưng quên mất một vật quan trọng. Lưỡi dao dài 15cm vẫn còn mắc kẹt trong bụng anh ta. Một ngày sau, lưỡi dao đã lang thang sang phía bên kia cơ thể bệnh nhân. Nhưng kỳ diệu thay là lưỡi dao đi như vậy mà không làm tổn hại đến bất kỳ cơ quan nào của anh ta. Do bị đau nhẹ liên tục ở vùng bụng dưới bên trái, thanh niên đi cấp cứu và được phẫu thuật lấy lưỡi dao ra. Mắt nâu đổi màu xanh sau khi dùng thuốc điều trị COVID-19. Sau khi dùng thuốc kháng virus có tên là Favipiravir để điều trị COVID-19, đôi mắt nâu sẫm của cậu bé 6 tháng tuổi đột nhiên chuyển sang màu tràm, nằm giữa màu xanh lam và màu tím. Sự thay đổi màu sắc gây sốc này do tác dụng phụ của thuốc, đôi mắt cậu bé đã trở lại màu bình thường sau khi ngừng điều trị. Tuy nhiên, các bác sĩ cho biết những ảnh hưởng lâu dài về sự thay đổi màu mắt tạm thời này vẫn chưa được biết rõ. Nhổ răng, bị chảy máu não. Một người đàn ông phải đến phòng cấp cứu sau khi nha sĩ nhổ răng vì bị chảy máu trong não. Các bác sĩ đưa ra giả thuyết chảy máu là do huyết áp tăng đột ngột sau ca nhổ răng. Ngoài ra thì bệnh nhân còn mắc một tình trạng di truyền làm giảm lưu lượng máu qua não. Điều này có thể góp phần gây ra bệnh. Run dài 8cm bò trong não người phụ nữ. Một người phụ nữ ở Úc đã bị nhiễm một loại run ký sinh. Đây là loại giun thường sống trong cơ thể chăn và chưa bao giờ có khả năng lây nhiễm sang người trước đây. Các bác sĩ đã kéo con giun đỏ dài 8cm vẫn còn sống và đang ngọ nguậy ra khỏi não cô. Người ta cho rằng người phụ nữ này đã ăn sống các loại rau lá xanh bị nhiễm trứng ô, rubella, hoặc gián tiếp qua bàn tay bẩn. Một người đàn ông bị nổi mẩn ngứa và đau khắp lưng sau khi ăn nấm hương chưa nấu chín. Vết phát ban có vệt và đỏ như thể người đàn ông bị đánh đòn là do phản ứng viêm quá mức với một loại carbon hydrate có tên là lentinan. Carbon hydrate thường bị phân hủy ở nhiệt độ cao trong quá trình nấu, nhưng nấm hương sống và nấu chưa chín thì có đủ lượng carbon hydrate để gây ra phản ứng viêm. Mạch máu chảy chất lỏng sau khi lặn biển. Sau khi lặn sâu vào hang động dưới nước, một người đàn ông mắc phải hội chứng chất lỏng do rỉ ra khỏi mạch máu. Các bác sĩ đã nhanh chóng nhận ra là người đàn ông này mắc một biến chứng cực kỳ hiếm gặp của bệnh giảm áp được gọi là hội chứng rò rỉ mao mạch hệ thống và đã đưa ra phương pháp điều trị kịp thời để cứu sống ông. Nhện lột bỏ trong tay người phụ nữ. Một người phụ nữ ở Đài Loan đã vô cùng ngạc nhiên khi các bác sĩ phát hiện một con nhện dài 0,25cm đang bò trong tay trái của cô cùng lớp vỏ mà nó vừa lột xác. Cô cho biết nghe thấy những tiếng động lạ và tiếng xào xạc phát ra từ tay mình trong 4 ngày, nhưng có nằm mơ thì cô cũng không thể ngờ là có con nhện trong tay mình. Lưỡi mọc lông xanh. Một khối rêu phát triển trên lưỡi của một người đàn ông 64 tuổi ở Mỹ. Tình trạng này được gọi là lưỡi lông do sự phát triển quá mức của các vết sưng trên lưỡi và chúng thường bong ra khi tiếp xúc với các vật cứng, chẳng hạn như là bàn chải đánh răng hoặc là thực phẩm rắn. Khoảng 13% số người gặp phải tình trạng lưỡi có lông tại một thời điểm nào đó trong đời và lông có thể bất kỳ màu nào, tùy thuộc vào loại thức ăn và vi khuẩn mắc kẹt trong đó. Nhiễm trùng nặng sau khi bị mèo hoang cắn, phát hiện vi khuẩn mới. Các nhà khoa học phát hiện một loài vi khuẩn mới sau khi một người đàn ông bị mèo hoang cắn nhiều lần. Bàn tay và cánh tay của ông chuyển sang màu đỏ và sưng tấy, nhưng người đàn ông đã bình phục hoàn toàn sau đợt điều trị kháng sinh kéo dài 5 ngày. Trong phòng thí nghiệm, các nhà khoa học xác định ông đã bị nhiễm loại vi khuẩn Globicatella, một loại vi khuẩn nhỏ giống vi khuẩn Streptococcus, được biết đến nhiều nhất là gây bệnh viêm họng liên cầu khuẩn và sốt ban đỏ. Những thông tin này đã khép lại bản tin thời sự hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt.